Ai rồi? Đang đi dạo tự nhiên bị đánh. À, đi chơi bố mày đấm 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 tao à? Ôi giời ơi, ừng thế, bác ăn gì mà có chưa? Vứt chứ như thế. À con chó này. Đứa nào ấy? Mày đúng không? Mày, mày. Mày 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 Nhung ơi, em đi đâu ấy? Em đi học về. Thế sao không về đi ngồi đây làm gì? Trời mưa không về được. À thế à? Thế anh mang ô này, có dùng ô của anh không? Sao mượn à? Nhưng mà em phải đi về với anh cơ. Không về nhà anh đâu. Đâu, anh đưa em về mà. Ai bảo về nhà anh làm gì? Thật á? Ừ. Đi không? Đi à. Ơ này, sao em đi một mình thế? Anh cho em mượn ô rồi mà. Ơ, cho mượn ô phải đi chung với anh chứ, sao em đi một mình? Ơ, anh mượn hết rồi. Sao ô đây? Nhung ơi, đang đi học về à? Anh đi vô anh mua không? Hả? Anh á? Ê, mua mấy gói? Một gói, ăn ít thế thôi à? Ăn thế phải gói ăn cơm nhá. Chiều đi chơi với anh không? Ơ sao? Mua bình rồi không đi chơi ấy. Hả? Ừ. Chả hiểu người kiểu gì. Thế ăn ăn kem vậy nhá. Ừ, em ăn kem rồi đi chơi với anh không? Đi. Đi. Cho nắm tay cái. Ơi giời. Thế tí ra công viên cho phải cho nắm tay anh nhá. Ừ. Hiếu ơi, bây giờ có hai lựa chọn cho ông. A là lấy vợ và sống hạnh phúc đến cuối đời. Còn B tôi chọn B. Nhưng mà không nhưng B. Anh ơi. Hả? Bây giờ trong trường hợp mình phải đi cách ly, có hai phương án để cho anh lựa chọn. A là mình cách ly cùng với vợ mình. Còn B là B nhá. Ê Hoàng ơi. Hả? Bây giờ như kiểu là xã hội phát triển, đời sống nâng cao nên người ta như kiểu bị biến đổi gen hay sao nhỉ? Ồ, ý anh là tiến hóa. Ừ, đây nhá. Ngày xưa ấy, anh đi học,
với lại cả anh nữa. Bố mẹ anh lấy nhau được 9 tháng 10 ngày thì mới đẻ ra anh. Thế nhưng bây giờ anh thấy các cặp đôi lấy nhau về chỉ thấy 3-4 tháng là thấy đẻ rồi. Đấy, tiến hóa ghê thật đấy. Ờ anh ơi, thế có khi là để thiếu tháng anh ạ. Bởi vì là ngày xưa mẹ em cũng đẻ em thiếu tháng mà. Ờ, đẻ thiếu tháng á? Vâng. Đẻ mày thiếu tháng? Vâng. Thế xong thì có nuôi được không? Là tôi giả một cái này. Hai hai chú ơi chú. Anh có cái bài hát nhưng mà nghe nó lú quá. Hai chú thẩm xong thì giải thích cho anh này. Lú. Anh bật đây nè, nè, cái sở trường thôi. Không ăn chuối này thì ăn chuối khác nhá. Cạnh tranh với nhà em ạ.
bán hàng cạnh tranh cho. Nhà em bán gì? Nhà em bà bán cà chua không? Cà pháo không? Cà ghém không? Cà tím cà không? Thích cà gì? Cà điện thoại ạ. Ui dồi ôi, cà điện thoại thì anh bảo là cà điện thoại. Tại sao lại cà tôi biết làm sao được hả? Thì em chưa kịp nói thầy đã nhảy vào mồm em rồi. Thôi rồi, thế còn bạn Hải sống, nhà bạn ấy bán gì? Dạ, nhà bạn ấy bà bán cà chua không ạ? Cà tím không ạ? Cà muối không? Cà điện thoại không? Thế cà gì? Cà